Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với bản tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Thăm dò dư luận cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden tại 7 bang chiến địa. Trung bình trên 7 bang, 48% cử tri khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi tỷ lệ này dành cho ông Biden là 43%. North Carolina là bang ông Trump dẫn trước ông Biden ở khoảng cách xa nhất. Ngày 6 tháng 3, theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden tại 7 bang chiến địa. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do hãng tin Bloomberg News và Morning Consult tiến hành cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden tại 7 bang gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Nevada và Wisconsin. Tính trung bình trên 7 bang, 48% cử tri khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi tỷ lệ này dành cho ông Biden là 43%. North Carolina là bang cựu Tổng thống Trump dẫn trước ông Biden ở khoảng cách xa nhất, 9 điểm, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 50% và 41%. Ngoài ra, ông Trump còn dẫn trước ông Biden 6 điểm tại các bang Arizona, Nevada, Georgia, Pennsylvania, 4 bang mà ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong kỳ bầu cử Tổng thống năm 2020. Khoảng cách thu hẹp hơn tại bang Wisconsin và Michigan, hai bang từng mang lại chiến thắng cho ông Biden hồi năm 2020, khi ông Trump chỉ dẫn trước với 4 điểm và 2 điểm. Cũng theo kết quả thăm dò, 80% số người được hỏi cho rằng ông Biden tuổi quá cao, trong khi 60% cử tri e dè ông Trump. Cuộc thăm dò dư luận được Bloomberg Morning Consult tiến hành từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 2, thu hút 4.955 người tham gia khảo sát ở 7 bang chiến địa, với sai số là khoảng 1%. Tổng thống Biden và ông Trump tranh giành cử tri ủng hộ bà Haley. Cả Tổng thống Biden và ông Trump đều đang nỗ lực giành sự ủng hộ từ nhóm cử tri của bà Haley trong bối cảnh nữ cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử. Theo NBC, trong ngày 6 tháng 3, nữ cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã rút lui khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, bà Haley không tuyên bố ủng hộ ông Trump và cho rằng Tổng thống Mỹ phải tự thuyết phục những người ban đầu không ủng hộ ông. Ông Trump có trách nhiệm phải giành được sự ủng hộ của toàn bộ đảng viên Cộng Hòa. Những người mà không ưa thích ông ấy, tôi hy vọng rằng ông Trump sẽ làm được, bà Haley nói. Ngay sau tuyên bố của bà Haley, cả đương kim Tổng thống Biden và ông Trump đều đưa ra những chiến thuật khác nhau nhằm thu hút nhóm cử tri quan trọng này. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh rằng mình đã đánh bại bà Haley trong ngày siêu thứ ba, đồng thời ca ngợi chiến dịch tranh cử của bản thân. Tôi muốn mời tất cả những người ủng hộ bà Haley tham gia phong trào vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, ông Trump nói. Trong khi đó, Tổng thống Biden lại đưa ra những bình luận khen ngợi chiến dịch tranh cử của bà Haley vì đã đứng ra nói sự thật về ông Trump. Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng ông và bà Haley có một số quan điểm chính trị khác biệt, nhưng hy vọng các cử tri của nữ cựu đại sứ sẽ đứng về phía mình. Ông Trump nói rằng ông ấy không muốn những cử tri ủng hộ bà Haley, nhưng tôi lại luôn có vị trí dành cho họ trong chiến dịch của mình, ông Biden cho biết. Theo Reuters, có khoảng 570.000 cử tri bỏ phiếu cho bà Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Đây là nhóm cử tri có thể làm thay đổi kết quả bầu cử Tổng thống sắp tới, bởi cuộc cạnh tranh giữa ông Biden và ông Trump luôn rất xích sao. Tuy vậy, nhóm cử tri của bà Haley hiện đang vẫn phân vân trong việc ủng hộ ai. Khảo sát của CNN tiết lộ, nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa vẫn chưa thể đưa ra quyết định ủng hộ Trump bởi thất bại trong năm 2020 và vụ bạo loạn tại Điện Capitol. Mới đây, sau những tin đồn về việc ông Donald Trump có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính cho cuộc đua vào Nhà Trắng, Tổng giám đốc của Tesla, tỷ phú Elon Musk mới đây đã khẳng định sẽ không quyên góp tiền cho bất kỳ ứng cử viên nào, bao gồm cả ông Donald Trump và Tổng thống hiện tại Joe Biden. Trên mạng xã hội X ngày 6 tháng 3, ông Elon Musk đã viết ông sẽ không đóng góp tiền cho bất kỳ ứng viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống. Trước đó, ông Musk và ông Trump đã gặp nhau tại một sự kiện ít người tham gia tại Florida vào cuối tuần trước. Sự kiện này có sự tham gia của một số nhà tài trợ giàu có của Đảng Cộng Hòa. Một nguồn tin đã tiết lộ rằng cựu Tổng thống Trump đang tìm kiếm nguồn tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của mình. Vào ngày 6 tháng 3, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử. Điều này cũng ngụ ý rằng ông Trump có khả năng cao nhận được đề cử từ Đảng Cộng Hòa và sẽ tái đấu với Tổng thống Biden vào tháng 11 tới.
Với tài sản ròng khoảng 200 tỷ đô la Mỹ theo danh sách của tạp chí Forbes, nếu tỷ phú Elon Musk quyết định dồn sức cho ông Trump, điều đó có thể ngay lập tức loại bỏ ngay lợi thế tài chính khổng lồ mà Tổng thống Biden và các đồng minh đang nắm giữ. Ông Musk từ lâu đã thể hiện quan điểm độc lập của mình. Vào năm 2022, ông đã kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu cho một quốc hội có sự cân bằng giữa hai đảng, nhằm tạo sự đối lập với đảng Dân Chủ của Tổng thống Biden. Giống như nhiều nhà lãnh đạo khác, ông đã đóng góp cho ứng cử viên của cả hai đảng trong những năm qua, cả Tesla và SpaceX. Hai doanh nghiệp của ông Musk đều nhận được lợi ích từ các hợp đồng và trợ cấp từ chính phủ liên bang. Tuy nhiên, một số quyết định của chính phủ đã khiến ông Musk phải xem xét lại mối quan hệ này. Người sáng lập Tesla đã công khai phản đối quyết định của chính phủ Mỹ rút khỏi thỏa thuận về biến đổi khí hậu Paris dưới thời của cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump. Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, tỷ phú Musk và cựu Tổng thống Trump đã có những mâu thuẫn và trao đổi lời lẽ không tích cực trên mạng xã hội. Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra khốc liệt khi hai bên không ngừng tấn công lẫn nhau. Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một bệ phóng tên lửa nòng HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy ở Donbass. Hình ảnh trong video do máy bay không người lái UAV giám sát ghi lại cho thấy bệ phóng HIMARS bị lực lượng Nga phá hủy gần thị trấn Dobrovolye do Ukraine kiểm soát ở vùng Donbass, cách tiền tuyến hơn 40 km. Bệ phóng HIMARS cùng hai phương tiện khác của Ukraine được phát hiện gần một rừng cây ngay khi chuẩn bị khai hỏa. Đoạn video cho thấy, bệ phóng HIMARS đã trúng một loại đạn không xác định, khiến kho đạn của nó phát nổ, tên lửa bị phóng đi mất kiểm soát. Vụ nổ gây ra nhiều đám cháy ở khu vực lân cận và thiêu rụi hoàn toàn hệ thống này. Hiện chưa có thông tin chính xác loại đạn nào đã bắn trúng hệ thống HIMARS, nhưng theo hình ảnh ghi lại, dường như HIMARS bị nhắm mục tiêu bằng đạn dẫn đường phóng từ hệ thống tên lửa đa nòng Tornado S của Nga. Mỹ và các đồng minh NATO đã cung cấp bệ phóng HIMARS cho Ukraine kể từ mùa hè năm 2022. Nhiều hệ thống HIMARS đã bị phá hủy trong xung đột. Tuy nhiên, đây mới là hình ảnh rõ ràng nhất cho đến nay cho thấy hệ thống này bị vô hiệu hóa. Ukraine đánh giá HIMARS là loại vũ khí ưu việt nhờ khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao, đồng thời có thể di chuyển linh hoạt, né đòn phản công của đối phương. Kyiv sử dụng hệ thống HIMARS tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Donbass và nhiều nơi khác. Trong diễn biến liên quan, lực lượng Nga thông báo đã sử dụng máy bay không người lái UAV cảm từ FPV gắn đầu đạn PG-7 để phá hủy trạm Starlink của Ukraine. Theo lực lượng Nga, một máy bay không người lái Kamikaze của Nga đã phá hủy mô đun liên lạc của hệ thống Starlink trong khu vực chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một binh sĩ điều khiển UAV của Nga cho biết, máy bay không người lái trinh sát của lực lượng Nga đã phát hiện một trạm liên lạc Starlink của Ukraine được lắp đặt bí mật và ngụy trang tại một trong các vị trí của đối phương. Các trinh sát Nga đã chuyển thông tin cho người điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị vận hành UAV đã triển khai máy bay không người lái để phá hủy mục tiêu. Theo binh sĩ này, bất chấp hoạt động tác chiến điện tử của lực lượng Ukraine, UAV vẫn thành công đánh trúng mục tiêu. Theo hãng tin Sputnik của Nga, máy bay không người lái được sử dụng để phá hủy trạm Starlink là UAV do Nga sản xuất, được gắn đầu đạn PG-7. Starlink là dự án mạng vệ tinh xoay quanh các chòm sao của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập, cung cấp kết nối Internet trên toàn cầu, đặc biệt là phục vụ người dân ở những nơi xa xôi nhất trên trái đất, không được phủ sóng bởi hạ tầng viễn thông truyền thống. Ukraine đã nhận được hàng chục anten Starlink kể từ khi xung đột bùng phát với Nga. Starlink cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ. Quân đội Ukraine đã sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh. Nga từng dọa bắn rơi vệ tinh Starlink với lý do chúng được sử dụng để phục vụ cho quân đội Ukraine để chống lại Nga. Trong khi đó, tại tiền tuyến, quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã cản bước tiến của Nga bên ngoài Avdiivka, thành phố chiến lược mà Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát vào tháng trước. Theo người phát ngôn quân đội Ukraine Dmytro Lykhovyi, dù lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng nữa, nhưng bước tiến của họ gần Avdiivka hiện đã dừng lại. Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, tại khu vực nóng nhất trên chiến trường, lực lượng của Ukraine đang cố gắng ổn định tình hình và bước tiến của đối phương đã bị chặn lại. Ông Lykhovyi lưu ý, cường độ của các cuộc tấn công của Nga xung quanh các ngôi làng phía tây Avdiivka đã gia tăng và Nga đã tiến hành ít nhất 30 vụ tấn công trong khu vực vào cuối tuần qua.
Ông Lihovyi cho biết, lực lượng phòng thủ của Ukraine đang cố gắng cầm cự và Nga đang nỗ lực tấn công nhưng không đạt được bước tiến nào. Nga đang đẩy nguồn lực về phía nam, xung quanh làng Mivomikhailivka. Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Lihovyi cho biết, quân đội Ukraine đã tăng cường lực lượng gần các làng Novoselivka, Bedichi, Toneke, Pervomaiske và Nevenske, và lực lượng Kyiv đang cố gắng gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ nhiều hoạt động tấn công phối hợp, tiếp tục kiểm soát các vị trí thuận lợi hơn gần Avdiivka, nhưng không đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công nào gần Novomikhailivka. Sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut và Avdiivka của Ukraine, Nga đang tăng cường tấn công nhằm kiểm soát làng Novomikhailivka gần Mariinka. Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết ngôi làng này hiện là một trong những khu vực nóng nhất trên chiến tuyến. Chuyên gia Elina Beketova thuộc Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu ở Washington DC nói rằng rất khó để dự đoán mục tiêu tiếp theo của Nga là gì sau Avdiivka, nhưng các mục tiêu tiềm năng có thể gồm các thành phố Selidove hoặc Chasivya ở khu vực Donetsk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, các blogger quân sự của Nga cho rằng lực lượng Ukraine chỉ duy trì các vị trí ở phía tây Novomikhailivka và giao tranh giữa hai bên vẫn đang tiếp tục diễn ra trong khu vực. Liên quan đến vấn đề viện trợ cho Ukraine, ngày 5 tháng 3, Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID cho biết đã nhận được hàng chục cáo buộc về hành vi gian lận liên quan đến viện trợ gửi đến Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Theo đó, Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ cho biết họ đã nhận được 15 khiếu nại về cáo buộc lấy cắp hoặc chuyển hướng viện trợ, 12 khiếu nại về gian lận chương trình viện trợ, 11 khiếu nại về gian lận mua sắm và 11 khiếu nại về xung đột lợi ích. Bên cạnh đó, văn phòng này cũng nhận được 5 khiếu nại về cáo buộc hối lộ, 5 khiếu nại về quản lý yếu kém, cùng 1 khiếu nại về lạm dụng và bóc lột tình dục. Tổng cộng, Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ nhận được 182 khiếu nại về hành vi gian lận trong viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, cơ quan này không công khai tiết lộ thông tin về các cuộc điều tra mở. Sau vụ việc trên, nhóm thanh tra đã tổ chức 6 cuộc họp với Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và các nhân viên chính phủ Mỹ khác. Nhóm cũng đã 5 lần gặp gỡ với các thực thể Ukraine và 3 lần gặp gỡ với những người thực hiện viện trợ và những người được nhận trợ cấp, cũng như tiến hành 2 cuộc họp nâng cao nhận thức về gian lận. Kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022, Mỹ đã chi khoảng 113 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Kyiv. Khoảng 45 tỷ đô la Mỹ trong số đó đã được chi cho vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ quân sự. Vào mùa hè năm 2022, một bài báo của đài CBS News cho rằng có khoảng 30% số vũ khí phương Tây gửi đến thực sự được đưa ra tiền tuyến ở Ukraine. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo rằng vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine có nguy cơ bị tuồn ra chợ đen và tới các vùng đang xảy ra xung đột khác trên thế giới. Sau lời cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ đã triển khai hàng chục nhân viên giám sát tới Ukraine để theo dõi các chuyến hàng vũ khí mà nước này viện trợ cho Kyiv. Nga bắn không qua khỏi nghi phạm âm mưu khủng bố. Nga tuyên bố đã bắn không qua khỏi một người đàn ông đang lên kế hoạch khủng bố ở khu vực Karelia, phía bắc nước này. Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 7 tháng 3 dẫn lời cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho hay người đàn ông có ý định làm nổ tung một tòa nhà hành chính ở thành phố Olone, cách biên giới Phần Lan khoảng 250 km. FSB đã thu giữ vũ khí và một thiết bị nổ tự chế IED sau cuộc đấu súng với nghi phạm. Trong quá trình bắt giữ, nghi phạm đã nổ súng vào các sĩ quan thuộc lực lượng đặc nhiệm và bị vô hiệu hóa trong cuộc đụng độ. FSB cho biết thêm, RIA công bố video cho thấy các đặc vụ FSB tiếp cận một tòa nhà đổ nát tối tăm ở khu vực hẻo lánh, hét lên ra đây rồi nổ súng. Video sau đó cho thấy người đàn ông dường như đã không qua khỏi, nằm trên mặt đất với khẩu súng ngắn bên cạnh thi thể. Trích dẫn các nguồn giấu tên, truyền thông Nga đưa tin tên người đàn ông bị bắn là Nikolai Alexeyev, nhà hoạt động 49 tuổi đến từ Belarus, từng tham gia các cuộc biểu tình của phe đối lập tại quốc gia này vào năm 2020. Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine 2 năm trước, Nga nói rằng họ đã trở thành mục tiêu của hàng trăm cuộc tấn công phá hoại, trong đó có nhiều vụ nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Nga đã bắt hàng chục người vì tình nghi phá hoại và khủng bố, trong đó có vụ bắt một người đàn ông Belarus vào tháng trước với các cáo buộc đốt thiết bị đường sắt. Kyiv thường không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong nước Nga, nhưng ủng hộ chúng, cho rằng đây là sự trả đũa công bằng cho các hoạt động tấn công vào Ukraine. Nga triệu đại sứ Mỹ.
Nga triệu tập đại sứ Mỹ và đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao nước này nhằm phản đối Washington can thiệp công việc nội bộ của Moscow. Những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga, trong đó có các hành động lật đổ và truyền bá thông tin sai lệch giữa bối cảnh bầu cử và chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ bị ngăn chặn một cách kiên quyết và dứt khoát. Bộ Ngoại giao Nga ngày 7 tháng 3 cho biết trong một tuyên bố, đề cập đến động thái triệu tập đại sứ Mỹ tại Moscow, Lynn Tracy. Moscow cáo buộc Washington đang tài trợ cho các nhóm phi lợi nhuận chống Nga. Bộ Ngoại giao cho biết các biện pháp trả đũa có thể bao gồm trục xuất những quan chức Sứ quán Mỹ liên quan đến những hành động như vậy. Cả Nga và Mỹ đều đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của nhau trong những năm gần đây khi quan hệ giữa hai nước xuống mức thấp nhất nhiều thập kỷ. Bộ Ngoại giao Nga cho hay họ đã nói với đại sứ Mỹ Tracy rằng Washington phải ngừng tài trợ cho ba nhóm giáo dục phi lợi nhuận gồm Hội đồng Giáo dục Quốc tế Mỹ, Tầm nhìn Văn hóa và Viện Giáo dục Quốc tế đang thúc đẩy thái độ và giá trị xa lạ với xã hội Nga. Moscow còn coi các tổ chức phi chính phủ và nhóm xã hội dân sự được phương Tây hậu thuẫn là thù địch, chống Điện Kremlin, song phương Tây cũng như chính những nhóm này bác bỏ. Tổng thống Vladimir Putin từng nhiều lần cáo buộc Mỹ tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Những tuyên bố đó leo thang sau khi Washington cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.